Chiều mùng 7 tháng 3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, trung tâm 2 đóng tại Đà Nẵng cho biết, vào lúc 7 giờ ngày mùng 4 tháng 3, trong khi đang làm việc tại ngư trường trên vùng biển Hoàng Sa thì thuyền viên Hoàng Minh Nhơn, sinh năm 1998, quê quán Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thuộc tàu QNA 94916TS bị lật thúng rơi xuống biển và mất tích. Tàu QNA 94916TS cùng các tàu thuộc tổ đội đã nỗ lực thực hiện tìm kiếm thuyền viên mất tích. Đến 11 giờ ngày mùng 5 tháng 3, tổ đội mới tìm thấy thuyền viên nhân và đưa lên tàu chăm sóc trong tình trạng sức khỏe suy yếu sau 28 giờ trôi giạt trên biển dưới thời tiết lạnh. Tuy nhiên đến 7 giờ 33 phút ngày mùng 6 tháng 3, dù được các thuyền viên khác nỗ lực chăm sóc, tình trạng của thuyền viên Hoàng Minh Nhân lại chuyển biến xấu hơn. Nạn nhân bị mất trí giác, hôn mê do suy hô hấp, không ăn uống được, nguy cơ tử vong cao nếu không được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, trong khi tàu QNA 94916TS hiện đang ở quá xa đất liền thực hiện chỉ đạo quyết liệt Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là khẩn trương triển khai mọi nguồn lực để ứng cứu. Vào lúc 12 giờ 40 phút ngày mùng 6 tháng 3, trung tâm 2 đã điều tàu SAR412 khẩn trương đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu QNA94916TS bằng tốc độ hành trình nhanh nhất. Lúc vào lúc 13 giờ 48 phút ngày hôm nay, mùng 7 tháng 3, nạn nhân Hoàng Minh Nhân đã được đưa về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng trung tâm cấp cứu thành phố đà nẵng đã tiếp tục chuyển nạn nhân vào bệnh viện địa phương để điều trị